Với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã mua được một chiếc xe Mitsubishi Attra sản xuất năm 2020 các bạn nhé. Đây, tôi quay cái đồng hồ cho quý vị và các bạn cùng xem. Chuẩn 3.2 km quý vị và các bạn ạ. Đấy, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng nhé. Cái đồng hồ này là tôi vừa mua xong rồi tôi quay luôn để cho quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này là chúng tôi không tua các bạn nhé. Đấy, vừa mua tại nhà chủ xe, chị chủ xe vừa mới giao chiếc xe này cho chúng tôi đây các bạn này. Bây giờ bắt đầu chúng tôi sẽ đưa chiếc xe này về cửa hàng các bạn nhé. Đấy, chúng tôi đang ở bên khu đô thị Eco Park quý vị và các bạn ạ. Đấy, khu đô thị Eco Park tại Văn Giang, Hưng Yên. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh đúng 3.2 km thôi. Chiếc xe này thì khẳng định với quý vị và các bạn, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, đến không có xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mua về chỉ có rửa đi và bán thôi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, bên khu đô thị Eco Park, đường rất là đẹp các bạn ạ, rất là nhiều cây xanh. Đấy, và bên này thì là toàn nhà giàu thôi. Chủ xe là một chị cũng trung tuổi rồi, cho nên là chị cũng ít sử dụng, cho nên là chiếc xe này mua từ năm 2020 mà mới lăn bánh đúng 3.2 km thôi các bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc tất cả là còn nguyên bản, và điều đặc biệt nữa là không chạy dịch vụ. Bởi vì ở cái phân khúc hạng B sedan thì những chiếc xe này thì chạy dịch vụ rất là nhiều các bạn ạ. Chiếc xe này thì ở cái phân khúc hạng A thôi, chưa được xếp vào phân khúc B như Vios City. Đấy, chiếc xe này ở phân khúc hạng A giống như những chiếc xe i10 quý vị bạn nhé. Đấy, chiếc xe rất là mới, rất là đẹp thôi. Thì quý vị và các bạn hãy chờ tôi rửa sạch sẽ và làm video chi tiết về chiếc xe này quý vị bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.